Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Các trường học bị ảnh hưởng lũ lụt khai giảng học mới. Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ ở vùng cao Minh Hóa. Quảng Bình có 60 xã vùng miền núi dân tộc thiểu số xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, toàn tỉnh có 239 trường với hơn 90.000 học sinh chưa tổ chức khai giảng được do ảnh hưởng của mưa lũ. Ngay sau khi lũ rút, ngành giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các trường học khẩn trương làm vệ sinh trường lớp để sớm ổn định trở lại dạy và học bình thường. Sáng nay ngày mùng 9 tháng 9, các trường học bị ảnh hưởng lũ lụt đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tại thị xã Ba Đồn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh, lãnh đạo thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn. Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã triển khai và thực hiện đồng bộ có hiệu quả nhiều mô hình mới như đổi mới toàn diện công tác kiểm tra, đánh giá, công tác thi đua khen thưởng, đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học, mô hình công nghệ hóa, hiện đại hóa trường học, mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự. Cho nên các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch nhà trường đều hoàn thành xuất sắc, vượt mức cao so với năm học trước. Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tiếp tục được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm học mới 2019-2020, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tuyển sinh 585 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.753 học sinh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những thành tích đã đạt được của nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu của các thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức và toàn thể các em học sinh. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giáo dục đạo đức và kỹ năng cho học sinh, tiếp tục gặt hái những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới. Sáng nay ngày 9 tháng 9, trên địa bàn huyện Minh Hóa có 49 trên 54 trường ở 4 cấp học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng và thăm một số trường học trên địa bàn. Mặc dù tổ chức muộn do ảnh hưởng của mưa lũ, nhưng chương trình khai giảng tại các trường học trên địa bàn huyện Minh Hóa vẫn được tiến hành đầy đủ các nghi thức như chào đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, một số trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện của nhà trường để tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức ngày hội đến trường của bé một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Năm học 2019-2020, huyện Minh Hóa có hơn 14.000 học sinh theo học ở 4 cấp học, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Vừa qua, tại trường tiểu học xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, cấp ủy chính quyền địa phương, nhà trường và các mạnh thường quân đã tổ chức chương trình Trung thu yêu thương cho trẻ em vùng lũ. Chương trình đã mang đến cho trẻ em vùng sâu vùng xa Cao Quảng một không khí Trung thu rộn ràng ấm áp ngay sau khi mới trải qua những ngày mưa lũ, không thể đến lớp. Tại chương trình, Văn phòng đại diện xuất khẩu lao động Phúc Chiến Thắng đã trao 10 suất học bổng, 283 phần quà cho các em học sinh trường tiểu học Cao Quảng, tặng quà lưu niệm cho nhà trường. Hôm qua ngày 8 tháng 9, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã đến thăm hỏi động viên gia đình chị Trần Thị Thuận, thôn Cao Cừu, xã Quảng Hoa bị cháy nhà do chập điện. Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 8 tháng 9, căn nhà của chị Trần Thị Thuận bị bốc cháy, thiêu rụi nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 250 triệu đồng. Chia sẻ với khó khăn của gia đình chị Trần Thị Thuận, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã trao số tiền 5 triệu đồng với mong muốn gia đình chị sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã Quảng Hòa tổ chức vận động các đoàn thể cá nhân trên địa bàn cùng bà con hàng xóm chung tay giúp đỡ, kịp thời hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho gia đình chị Thuần sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sau lũ rút, các cấp chính quyền và nhân dân huyện miền núi Minh Hóa đã nỗ lực khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, với điều kiện địa hình khá phức tạp cộng với tập quán chăn nuôi lạc hậu, hiện nay nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Trong những ngày vừa qua, tại hai xã Minh Hóa và Tân Hóa của huyện Minh Hóa, nước lũ dâng cao khiến toàn bộ giếng nước, hệ thống chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh bị ngập trong nước lũ. Rác thải từ các nơi khác đổ về khiến nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nặng nề.
ô nhiễm quá các bạn, ô nhiễm quá, toàn là bị bao bì rồi rác rơ rồi là nhựa tổng nhựa là đây nữa, khác luôn rồi chứ sáng nay là ông đầy cả tháng luôn, con tôi về chứ tôi mình đầy sơ sơ con ông là cả tháng, sáng nay là cả tháng. Con đi đang ở ngoài đổ đang như mà ngay đang ra chúng ta là đây trong ngoài đường đó, các đường đánh cô đó. Nhưng mà chưa được làm thì chỉ có nước thay cho chó thôi mà chứ thấy ô nhiễm quá ghê đi. Hầu hết người dân nơi đây dùng được giếng từ đào để sử dụng và ăn uống sinh hoạt. Khi lũ về, nhà có điều kiện còn dự trữ được nước uống ít ngày. Nhiều hộ dân không có điều kiện phải hứng nước mưa để ăn uống, tắm giặt. Nước ngâm lâu à, nhiều ngày quá giờ chiều nước kia là bên huyện họ về họ cho cửa lò rồi là múc rửa nước tủ lên mà khử trùng mà uống. Mà chúng ta cũng đang còn phân vân là hay đảm bảo vệ sinh không, nhưng mà cũng không có cũng phải uống. Chúng tôi đã cử cán bộ của trung tâm y tế, toàn bộ cán bộ nhân viên trung tâm y tế, cán bộ y tế xã và y tế thôn bản về cầm hóa chất đến xử lý trực tiếp nguồn nước tại gia đình cho bà con, đồng thời là hướng dẫn bà con cái cách vệ sinh sau lũ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe hiện tại và sau khi nước rút. Chia sẻ về khó khăn, một số tổ chức cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp nước uống đóng chai cho bà con. Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa đã tập trung lực lượng sử dụng chloramin B giúp người dân xử lý nguồn nước, đồng thời triển khai các giải pháp để khống chế dịch bệnh có thể xảy ra trong các trận lũ tiếp theo. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham gia có 117 đại biểu đại diện cho hơn 5.800 hội viên thanh niên ở các tổ chức hội trực thuộc. Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới đã đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với khẩu hiệu hành động Thanh niên thành phố Đồng Hới bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tăng cường các hoạt động tình nguyện, mở rộng mặt trận đoàn thể, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, phấn đấu 100% cơ sở hội có các hoạt động đồng hành cùng du lịch. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị các lễ hội truyền thống đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các lễ hội, đặc biệt là các lễ hội truyền thống đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội truyền thống đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại địa phương, gắn với phát triển du lịch. Đồng thời tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ và xử lý các vi phạm về di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị địa phương có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nguồn gốc, nội dung giá trị tiêu biểu, độc đáo của các lễ hội truyền thống đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội, tuyên truyền vận động khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán cho 100% người lao động của đơn vị nhận các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân của người lao động. Các sở ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu. Đến hết năm 2019, người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản trên địa bàn đô thị ít nhất đạt 20%. Đến hết năm 2020 đạt 45%. Đến hết năm 2021 đạt 50%. Chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng năm 2019 đạt 20%. Chế độ bảo hiểm xã hội một lần đạt 20%, chi trợ cấp thất nghiệp đạt 40%. Năm 2020, chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt 45%, chi chế độ bảo hiểm xã hội một lần đạt 40%, chi trợ cấp thất nghiệp đạt 50%. Năm 2021, chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt 50%, chi
chi chế độ bảo hiểm xã hội một lần đạt 50%, chi trợ cấp thất nghiệp đạt 60%. Trong những năm qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi, dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Toàn tỉnh có 60 xã vùng miền núi, dân tộc thiểu số, trong đó có 40 xã đặc biệt khó khăn, 22 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 11 xã khu vực 2 được thụ hưởng chương trình 135. Đến nay, 100% xã có đường giao thông vào tận trung tâm xã, gần 60% xã có điện lưới quốc gia. Hệ thống thông tin liên lạc đã đến được trung tâm các xã vùng sâu, biên giới. 100% xã có trạm y tế và trường học. Nhiều trạm y tế và trường học đạt chuẩn. 60 xã vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có 741 lượt tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 12,4 tiêu chí trên một xã, thấp hơn 2,9 tiêu chí trên một xã so với toàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Quảng Bình đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, có thêm 2 xã vùng miền núi, dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt trên 15 tiêu chí trên một xã. Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận là đô thị loại 5, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án thành lập thị trấn Phong Nha. Đến nay, đa số cử tri trên địa bàn đã đồng tình nhất trí cao với đề án này. Cụ thể, xã Sơn Trạch đã tổ chức lấy ý kiến của gần 7.300 cử tri, chiếm gần 98% số cử tri trên địa bàn xã. Trong đó, có gần 7.000 cử tri, chiếm tỷ lệ gần 96%, đồng tình nhất trí cao với việc thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở giữ nguyên trạng của xã Sơn Trạch với diện tích đất tự nhiên 99,5 km², dân số gần 12.500 người. Thị trấn Phong Nha có trụ sở đặt tại xã Sơn Trạch hiện tại, với địa giới hành chính phía Bắc và Tây Bắc giáp xã Phúc Trạch, phía Tây giáp xã Thượng Trạch, phía Nam giáp xã Tân Trạch và phía Đông giáp xã Hương Trạch của huyện Bố Trạch. Sự đồng tình nhất trí cao của cử tri là tiền đề quan trọng để xã Sơn Trạch thực hiện các bước tiếp theo nhằm tiến tới thành lập thị trấn Phong Nha. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 9 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 88%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 90%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 83%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 92%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 59 đến 82%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 75%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 52 đến 76%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 79%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.